với 470 trên 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 95,14% tổng số đại biểu, Quốc hội thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, sửa đổi. Nghị quyết trình Quốc hội gồm 22 điều và 7 phụ lục kèm theo. Theo nghị quyết, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ủy viên ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trường hợp một số người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với tất cả các chức vụ đó. Để bảo đảm hiệu quả thiết thực của việc lấy phiếu tín nhiệm, nghị quyết chỉ xác định đối tượng thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm là những người giữ chức vụ có tầm ảnh hưởng quan trọng đến việc ban hành và thực thi chính sách hoặc người giữ chức vụ tại các cơ quan có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thường xuyên như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân mà không áp dụng đồng loạt đối với tất cả các chức vụ chức danh do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu phê chuẩn như thẩm phán, hội thẩm nhân dân hay cấp phó tại các bang của Hội đồng Nhân dân. Nghị quyết quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác giờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2 phần 3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên, thì trình Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.